không ai nói chuyện đây nhờ xíu à. Hiện nay sáng nay ngày 1 tháng 2 năm 2023, đội Sĩ Quỳnh Hải đã tiếp anh này từ ở quê xa đi mấy trăm cây số đến đây gặp Sĩ Quỳnh Hải, đến đi hôm qua nay. Bây giờ thì Sĩ Quỳnh Hải là tiếp khách từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng nha bà con, nên bà con cũng thông cảm nha. Bà con ở Cư Bác chia sẻ giùm, ở đây Sĩ Quỳnh Hải làm miễn phí, không có tiền bạc hết. Nói cho mọi người biết, mọi người phải thông cảm, đừng có nói là tiền bạc hiệp sĩ. Đây là giúp dân, giúp đời, giúp người, con người Việt Nam với người Việt Nam phải sống hòa đồng nhau ha. Giúp miễn phí, không có tiền bạc hết. Bà con của bác có gì điện thoại hiệp sĩ Quỹ Thanh Hải 0913785858. Bà con bác đợi chia sẻ giùm bà con ơi. Bà con đó là Nguyễn Thị Hà Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh chị ở tất cả các tỉnh thành về để báo tin nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hà Bình Dương đăng thông tin để tìm kiếm người thân, tìm kiếm vợ, kiếm chồng và kiếm con. Ở đây tiếp tục vào một cái câu chuyện một em trai ở một tỉnh rất xa về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hà Bình Dương để đăng tải thông tin để tìm người vợ của mình. Câu chuyện như thế này kính mời cô chú anh chị cùng bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Em trai em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thành Giúp, năm 1993. Hiện em dạ. Em đang sinh sống tại đâu? Dạ quê em là ở Lê Cung Đồng Tháp. Rồi hiện nay là nguyên quán ở Đồng Tháp hả? Dạ đúng rồi. Rồi mình đang sinh sống hiện tại ở đâu? Dạ em sinh sống hiện tại là em đi làm, hai vợ chồng em đi làm công ty ở khu công nghiệp Tân Hương ở Tiền Giang. Mãi Tiền Giang luôn. Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay em có thể em cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được hôm nay em về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương cái chuyện gì đây? Dạ hôm nay em đến là em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương là nhờ giúp giùm em tìm vợ em. Hiện tại là vợ em đã bỏ đi hơn là 2 tháng rồi, mà em cũng tìm đủ mọi cách hết rồi mà em cũng không có tìm được vợ em, mà em cũng không có liên lạc được. Cho nên hôm nay em đến đây á, là em nhờ đội hiệp sĩ á, cùng lớn lên các cô chú anh chị em cộng đồng mạng á, có biết vợ em ở đâu chỉ giùm em rất là cảm ơn. Rồi em cho anh hỏi thế này, vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ vợ em họ tên đầy đủ là Phạm Thị Bích Truyền, sinh năm 1987, quê quán ở là Cai Lậy, Tiền Giang. Vợ em bỏ đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi em? Dạ em không nhớ rõ là bao nhiêu ngày, nhưng mà em nhớ ngày vợ em bỏ đi là ngày 12, là ngày 12 tây tháng 12 năm 2022. Dạ đến nay nữa là cũng được 2 tháng rồi. Vậy là thời gian cũng rất dài rồi. Dạ. Em có biết lý do tại sao mà vợ em lại bỏ nhà đi thế này không? Dạ em nghĩ là do mâu thuẫn của hai vợ chồng từ trước giờ, là hai vợ chồng em là cũng có cự cãi. Rồi nhiều lúc á, mà vợ em nó nói những câu á, mà có hơi quá đáng. Mà em cũng khuyên á, là vợ em á, là đừng có nói những cái câu như vậy. Mình chưa có biết á, là mình đúng hay sai, cho nên là mình đừng có nói những cái câu như vậy. Cho nên là em mới nói thôi em đừng nói nữa. Mất công á, vợ chồng mình bất hòa, gây gổ. Anh có nóng tánh á, thì anh đánh. Mà em cũng có đánh vợ em rất nhiều lần. Hôm nay là em nói là nói bằng sự thật, chứ không phải là em nói là vợ em xấu hết, mà em nói là em tốt hết. Có nghĩa vợ em đi một phần là do lỗi ở em, vợ chồng cãi vã bất hòa, là một phần nữa em có đánh là khoảng thời gian trước. Nhưng mà em đã biết lỗi, em cảm thấy một khoảng thời gian chung sống em càng ngày em càng thương vợ em nhiều hơn, cho nên là em không có còn đánh nhiều như trước nữa. Em đã dần sửa đổi bản tánh của em. Một khoảng thời gian gần đây là em biết được là vợ em có quen, có qua lại với một người nào đó ở bên ngoài. Nhưng mà em không biết được người đó tên gì, thật sự là đang ở đâu, là già cũng không biết được là quen từ đâu. Mà hiện tại là gần đây là em đã có thấy là cái thanh niên này nè đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội trên Facebook á, là đăng hình vợ em với em, như các anh chị cũng thấy đó, vợ em với người thanh niên này là không biết là cái này là đang ở đâu luôn, em không dám xác định là cái này là đang ở đâu. Rồi em cho anh hỏi thế này. Dạ. Cái câu chuyện mà trong cuộc sống hôn nhân ấy, dạ, thì rất nhiều các gia đình thì cũng xảy ra rất nhiều các cuộc tranh cãi, nhưng mà rất đến làm tiếc là cái em cũng mới chia sẻ đây thì em nói là em chia sẻ một thật đúng, dạ, không đúng. Em cũng có thỉnh thoảng cũng đánh vợ. Dạ có ạ. Đánh vợ có nghiêm trọng lắm không em? Dạ có lúc cũng nghiêm trọng, nhưng mà hậu quả là em là người khắc phục. Tại vì em đánh thì em phải xoa,
À, tại vì em thương vợ em, lúc mà em đánh thì do nóng đánh quá. Mà đúng lúc mà em đánh rồi là lúc em suy nghĩ là em thương vợ em cho nên mà em thấy em đánh như vậy là em sai em đúng. Dạ em thấy như vậy là em rất là sai. Đúng không? Đàn ông đánh vợ của em là sai cái dạ. Không được đúng không? Dạ đúng. Rồi. À, hiện nay thì hai vợ chồng em trước khi bỏ đi như thế này á, là ngoài cái chuyện cãi vã nhau nha, thì vợ em còn có những biểu hiện gì bất thường mà bỏ đi thế này không? Dạ em thấy vợ chồng là thường xuyên cự cãi, nói chuyện với nhau là không có hợp gu á, mà mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Dạ rồi quan niệm này kia cũng không giống nhau. Vợ em vô trong công ty có hành động là giỡn với người này giỡn với người kia. Mà em có bắt gặp, mà em cũng có nghe bạn bè đồng nghiệp xung quanh nói, nhưng mà em về nhà em biết như vậy mà em sợ là em làm quá thì vợ chồng cãi vã đánh nhau nữa, cho nên em thấy cái trước mắt như vậy là em không có giống như trước nữa, em không có nóng tính nữa. Rồi cho anh hỏi thế này. Dạ. Vợ em có thường xuyên bỏ nhà đi thế này bao giờ? Dạ vợ em lúc trước có đi một lần. Đi là đi đâu? Khi mà hai vợ chồng em đi làm ngoài Bình Dương. Dạ vợ em có đi một lần, nhưng mà có nửa tháng là vợ em có quay về. Mãi nửa tháng luôn. Dạ, mãi nửa tháng vậy. Gia đình bên em cũng có xuống năn nỉ rất nhiều lần, nhưng mà lần đó là do lỗi của em. Là em hành sự nông nổi, em nóng tính, em đánh đập. Rồi. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Rồi cho nhỏ dạ. Thế này. Và vợ em bỏ đi cái thời gian trước đúng không? Dạ. Là nửa tháng rồi, là vợ em đi sống với ai? Dạ không, dạ vợ em không có đi sống với ai hết. Vậy ở đâu? Dạ vợ em ở nhà của một người dì ở bên vợ em. Em dạ. Thấy không? Dạ thấy. Rồi. Em có tìm về tới đó. Thế về đây em có xin xỏ vợ em tha thứ cho em không? Dạ có ạ. Rồi thế về được bao nhiêu thời gian để vợ em quyết định bỏ đi lần này? Dạ vợ em về là cách đây cũng cũng gần 2 năm rồi đó. 2 năm rồi nha. Dạ. Hai vợ chồng em đăng ký kết hôn không? Dạ vợ chồng em là có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Rồi, cưới hỏi đàng hoàng dạ, đúng không? Dạ cưới hỏi đàng hoàng. Hai vợ chồng em được mấy người con rồi? Dạ vợ chồng em được một người con, hiện tại là một bé gái 7 tuổi. Bé gái 7 tuổi. Sống với em. Bé gái 7 tuổi hiện nay là có nhận biết là mẹ bỏ đi thế này không? Dạ biết ạ. Biết nha. Bé có nói chuyện gì, chia sẻ gì với em không? Dạ bé nói bé còn thương con em, còn nói là thương mẹ rất nhiều, nhớ mẹ rất nhiều. Em có quay một đoạn video. Dạ video ngắn. Trong thời gian vợ em đi đến giờ phút này trên dưới 2 tháng, gia đình em có tìm kiếm vợ em về không? Dạ ba em cũng có đi với em đi tìm kiếm rất nhiều, và có đi về bên mẹ em hỏi là chị có biết dâu tôi ở đâu không, chị chỉ giùm. Và ví dụ như con tôi nó có làm sai cái gì á thì tôi nhận lỗi hết. Đặng mà cho hai đứa nó sum họp với nhau tôi cũng vui. Dạ. Rồi vợ, thế tại sao hôm nay em về đây mà em nhờ đội hiệp sĩ người tại Bình Dương ở đây đăng thông tin đi tìm vợ, mà hôm nay thì sao anh thấy là đây có hai tấm hình, một tấm hình là một người đàn ông cũng trạc tuổi, năm nay cũng ngoài 30 rồi, có thể là đang cởi trần không có mặc áo đúng không? Dạ. Còn cái người phụ nữ là người vợ em đúng không? Dạ đúng rồi. Đang mặc một cái áo choàng bên ngoài. Dạ. Đúng không? Và cái khung cảnh này chắc chắn là nhiều người sẽ hiểu cái khung cảnh này đang ở đâu rồi. Mà nhìn cái hình ảnh này rất thân mật. Vợ em được đang chính thức là có chồng có con. Dạ. Và bây giờ quyết định là bỏ chồng và bỏ con thơ ở nhà, mà đây đang đi hôn một người khác như này. Em thấy như vậy là có đúng không? Cái hình này là hình thật hay là hình giả? Dạ cái hình này là hình thật 100%. Nhưng mà em không phải là em lấy tấm hình này là để em bêu xấu vợ em là ngoại tình hay là đang có chồng mà đang đi cặp người này người kia. Em không có ý như vậy. Em lấy tấm hình này ra là để cho mấy anh bên đội hiệp sĩ có một cái thông tin và có một cái manh mối để mà giúp em tìm kiếm cho nó dễ dàng hơn. Rồi. Tại vì em đã hết cách rồi. Rồi. Dạ vợ em là khoảng thời gian chung sống với em, tánh vợ em như thế nào em hiểu rất rõ. Vợ em là một người phụ nữ tốt, cho nên là đáng để em trân trọng và đi tìm kiếm. Anh hiểu. Dạ. Em rất thương em. Dạ, em rất thương vợ em đúng không? Dạ. Còn dù rằng những chuyện mâu thuẫn thì chuyện mình nóng nảy nhưng dạ, mà bây giờ em có thể sửa rồi. Được đúng không? Dạ. Nhưng mà anh thấy cái hình ảnh này phải nói là một người phụ nữ là vợ em rất thân mật với người đàn ông này, có thể là không phải 2 tháng qua. Em có tin là trong 2 tháng không? Em có nghĩ là có 2 tháng không? Hay dạ, là còn nhiều hơn nữa? Dạ không, em nghĩ là có 2 tháng thôi. Tại vì hồi trước giờ là vợ chồng em là lúc nào cũng đi làm, cũng ở bên cạnh nhau. Lúc nào cũng là làm chung với nhau. Không có khi nào vợ chồng xa nhau hết. Chỉ có vợ em mới xa em một khoảng thời gian là 2 tháng nay, cho nên là... Trước khi vợ em bỏ đi là đi ban ngày hay ban đêm? Dạ lúc đó là em nghĩ là lúc 4-5 giờ chiều. Dạ lúc đó là em đi làm
ca là từ 2 giờ tới 10 giờ. Vợ em đi bằng phương tiện gì? Dạ vợ em không biết là vợ em đi bằng lúc phương tiện gì. Lúc bây giờ em đi đâu? Dạ lúc đó em đang làm, mà vợ em thì bỏ ngang đi về. Bỏ ngang? Dạ. Em có nghĩ rằng vợ em hẹn với cái người đàn ông này không? Dạ cái đó cũng có thể, nhưng mà em không thấy bằng cái mắt. Hình này hiện nay em thấy ở đâu có? Dạ em thấy là cái thanh niên này đăng lên trên mạng. Dạ chứ không phải là vợ em đăng trên mạng, là chính dạ. Thanh niên này đăng, là dạ, thanh niên này đăng ở trong trang cá nhân của thanh niên này, khoe là một cái thành tích đúng không? Dạ đúng rồi, rất lớn đúng không? Tự dạ. Hào ha, quen là quen là một người bồ, nhưng ai ngờ là bồ là người ta đã có chồng có con rồi đúng không? Dạ. Tên là Phạm Ngô, còn tên thật thì gì không biết, nhưng mà tên Facebook là Phạm Ngô đúng không? Tấm hình nào được? Em nghĩ sao về tấm hình này? Dạ em nghĩ tấm hình này cho dù có là thật hay không đi chăng nữa thì vợ em có làm lỗi gì đó lớn hơn đi chăng nữa em cũng vẫn tha thứ. Dạ. Trong khi đó em là người có lỗi trước, chính em đã đẩy vợ em vào cái con đường này. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương ở đây á là luôn luôn mong muốn tất cả các cuộc tìm kiếm đều thành công, đều có một cái mái ấm gia đình nhỏ bé hạnh phúc của mình. Dạ. Các anh em đấy không muốn chia rẽ bất kể một trường hợp nào hết. Dạ. Nhưng mà định hướng cho từng trường hợp một khác nhau và tư vấn cho từng trường hợp một. Nhưng đây đặc điểm là một cái trường hợp của em là rất khó, bởi vì thực sự là em bây giờ hiện nay là em rất thương yêu vợ. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mà các anh ở đây thì không có thể mà đi giúp mà vợ tìm vợ cho em mà đi phản đối việc vợ em thế nào vợ em thế kia. Dạ em hiểu. Đúng không? Dạ. Nhưng mà anh chỉ phân tích một cái vấn đề, một khía cạnh rất nhỏ là vợ em chắc chắn là sẽ có một một phần nào đó có tình cảm dành cho người đàn ông đó. Đúng không? Dạ. Thế còn là sau này thì mình có gặp nhau hay không, mình có trò chuyện mà có kết nối, có quay lại được với nhau hay không là cái điều đó là phụ thuộc cho em và cho gia đình. Dạ. Còn các anh chỉ có mục đích chính là đi tìm thông tin và báo thông tin để giúp vợ em quay trở về, vợ em không quay trở về thì cái đó là về phần vực gia đình tự giải quyết. Dạ. Đúng không? Bởi vì vợ em không phải là tội phạm. Dạ. Đúng không? Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương ở đây để các anh em có hướng để giúp em và giúp tìm vợ cho em, và cũng như nhờ các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng phát hiện được vợ em đang ở đâu để báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương. Dạ. Mà em theo em biết là em tìm kiếm trên mạng, trong trang cá nhân của cái thanh niên này là em biết được cái thanh niên này hiện tại là quê quán là ở Kiên Giang, nhưng mà em không biết là ở xã nào, ở huyện nào, và không biết được là thanh niên này đang đi làm hay là đang sinh sống ở đâu. Cho nên là các cô chú anh chị em cộng đồng mạng có biết được thanh niên này và gặp vợ em thì làm ơn liên hệ với em, hoặc là liên hệ về trang của anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi em có điều nào em chia sẻ thẳng thắn đây để cho vợ em hiểu và thông cảm, và có thể có cơ hội sẽ quay trở về đoàn tụ cùng với em, nhất là bây giờ con của em đang rất thương mẹ của mình. Dạ. Dạ hiện tại em cũng luôn nói là em còn đang rất thương vợ rất là nhiều. Lỗi lầm là do em mà ra, cho nên là vợ em mới bỏ đi như vậy. Vợ em thật sự là không có lỗi gì hết, chính em là người đã đẩy vợ em vào con đường như vậy. Mà nhiều khi mà cái tấm hình này đã đăng tải lên như vậy nè, vợ em sợ bên em và gia đình em biết, thì vợ em là sợ quay về là không còn mặt mũi nào, có nghĩa là không còn đường để quay về nữa. Em muốn nhắn nhủ vợ em có biết, có xem được cái video này thì bên anh là chồng và gia đình bên anh cũng không có làm khó dễ gì em hết. Anh còn rất là thương yêu em, anh đang đi tìm kiếm em và cũng đang nhờ gậy người ta tìm kiếm em rất là nhiều. Cho nên là em hãy quay về với anh, anh còn thương yêu em nhiều lắm. Lỗi lầm của em có nghiêm trọng đến cỡ nào anh cũng có thể tha thứ, và lỗi lầm của anh gây ra cho em, anh sẽ khắc phục, anh sẽ sửa chữa tánh anh. Yeah. Thực sự một cái câu chuyện rất buồn đầu năm, trong những ngày làm việc đầu năm của đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương, bởi vì rất nhiều các thông tin các cô chú các anh chị, nhất là phải nói là một số các thanh niên, các anh trai, các chú lớn rất lớn tuổi này về nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tiêu thông tin để tìm vợ. Yeah. Mà đây là mình phải nói thẳng là như vợ của em như thế này thì anh đồng ý là do cái lỗi của em là một phần. Đã đẩy vợ em để tạo cái cơ hội cho vợ em để đi theo người đàn ông khác, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cái thứ nhất là mình cũng tự rút kinh nghiệm của bản thân. Mình hy vọng là vợ em sẽ sớm suy nghĩ lại và quay trở về. Nhưng mà thực sự thì nếu như đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương ở đây, các anh em đây tìm kiếm thông tin mà vợ em đang chung sống với người đàn ông khác,
mà dắt em tới thì em sẽ nói những điều gì đầu tiên? Nếu mà phải em bây giờ đang gặp, dạ, anh sẽ đưa em tới. Dạ. Ừ. Em nói làm sao? Nếu như mà em lại mà em bắt gặp mà vợ em đang chung sống với một người khác á, thì hồi lúc trước em suy nghĩ em cũng có nóng giận lắm. Nhưng mà bây giờ thôi thì chuyện gì nó cũng đã lỡ rồi. Ai cũng có cái sai hết. Ai cũng có lỡ lầm. Nhiều khi một phút nông nổi nhất thời của vợ em suy nghĩ không thông. Trong khi đó chồng không có bên cạnh, gia đình cũng không có bên cạnh để mà khuyên can, nghe người ngoài tác động. Cho nên là vợ em mới đi dạo con đường như vậy. Thì em gặp thì em khuyên vợ em quay về với em. Và nói với cái thanh niên kia, nếu mà bắt gặp tại vợ em đang sống với thanh niên kia, thì nói thanh niên kia là từ đây về sau đó là không có còn liên lạc với vợ em nữa. Còn nếu không là sẽ báo pháp luật để giải quyết. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều, phải nói là vô số rất nhiều các chị em phụ nữ bỏ chồng, bỏ những người con thơ mình, bỏ 3, 4, 5, thậm chí 6 người con của mình đi theo một số các chàng trai khác sống chung trong những căn nhà trọ. Thì đội sĩ thì mình Hải Bình Dương đây cũng đang thông tin tìm kiếm được rất nhiều rồi. Nhưng đây là trường hợp của em, vợ em thì phải nói là như thế này gần như là gọi là công khai rồi, đúng không? Dạ. Đây là cái người, nếu như chắc chắn mà thanh niên này đăng lên mà vợ em không đồng ý thì chắc chắn là thanh niên này không đăng được. Dạ, cái này vợ em còn thích, đúng không? Dạ, đấy, chính vì nên là bởi vì đăng lên còn như thế kia là rất tình cảm, rất đây là cố tình chứ không phải là một người chụp mà gọi là vô ý, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây là cố tình chụp mà đăng tải lên mạng xã hội đó. Có thể là em cũng phải chuẩn bị một cái tư tưởng. Nếu thực sự mà vợ em mà quyết định không quay trở về thì em có buồn không? Dạ em rất là buồn và em rất là tuyệt vọng nữa. Thì em sẽ xử lý làm sao? Dạ em hiện tại em chưa thực nghĩ. Sự nếu như các anh em đây mà tìm được vợ em mà khuyên nhân mà vợ em hết nước hết cái và em không về, và em nó không còn tình cảm với em nữa mà quen người đàn ông khác rồi, yêu thương người khác rồi, thì em sẽ hành xử làm sao? Thật sự là trong lòng em chưa có chuẩn bị tâm lý để đối mặt cái chuyện đó là... đó, nhưng mà chắc chắn là cái chuyện đó sẽ xảy ra. Cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà anh nghĩ rằng cái câu chuyện này nó cái điều đó sẽ xảy ra đối với em. Vì vậy cho mình về phải nắm vững cái tâm lý và cái tư tưởng phải thật thoải mái nhá. Suy nghĩ một cách thật thấu đáo, tránh tình trạng mà mình đến khi mà mình đột ngột mình phát hiện được ra mình không có hướng để xử lý nhá. Dạ, mình dùng những cái hành xử cách làm sao để cho nó không đụng chạm, không ảnh hưởng, không vi phạm pháp luật. Em nhé. Dạ. Còn tình nghĩa vợ chồng đôi khi là không còn với nhau nữa thì mình cũng phải chấp nhận em ạ. Dạ. Anh nói như vậy chắc em hiểu ha. Dạ em hiểu mà em cũng buồn lắm. Buồn thì đồng ý là chắc chắn là không ai muốn mà bỏ vợ, đúng không? Thế nhưng mà câu chuyện đó thì không có thể là tránh được, có thể sẽ xảy ra. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên đội hiệp sĩ với Thầy Bình Dương không? Em có điều gì muốn nói không? Dạ em muốn nói với đội hiệp sĩ và các anh chị em cô chú là đang xem video đó, là hiện tại cho dù giờ em có làm lỗi lớn đến cỡ nào đi chăng nữa em cũng có thể tha thứ được hết. Em cũng có thể xem như là không có. Em cũng có thể bỏ qua được hết. Và những cái lỗi lầm của em trong quá khứ đó, giờ em cũng phải dĩ tha bỏ qua cho nhau, mình làm lại từ đầu, mình lo cho con. Nhưng nếu thực sự vợ đi ngoại tình thì sau này mình về sống chung với nhau em có nhắc lại không? Dạ không. Không ha. Dạ không. Chấp nhận bỏ qua em cho vợ nha. Bỏ qua tất cả. Rồi, thông tin nói chung là em là một người đàn ông cũng rất rộng lượng. Nhưng mà trong cái rộng lượng thì mình cũng phải có một cái gì đó bản lĩnh một người đàn ông nhá. Hy vọng là những cái câu chuyện mà chia sẻ anh chia sẻ cho em thì em về suy nghĩ thật một cách thật thấu đáo. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương ở đây đăng tải cái thông tin của em lên mạng xã hội thì hy vọng các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh thành phát hiện được vợ em đang đi theo người đàn ông đó đang ở đâu thì báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương. Các anh em đây có báo sẽ báo trực tiếp cho gia đình và sẽ có hướng để một cách giải quyết một cách tốt đẹp nhất. Rất hy vọng là cái cuộc tìm kiếm này thành công để đưa vợ em quay trở về đoàn tụ cùng gia đình, nhất là còn nuôi dạy con của em đứa bé gái bây giờ nhá. Dạ. Em còn muốn nói điều gì nữa không? Dạ em cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương và các cô chú bác đang xem video rất nhiều ạ. Rồi. Dạ. Anh cảm ơn em rất nhiều, chúc em luôn thành công trong cuộc sống. Dạ, hy vọng là một vài ngày tới hoặc thời gian sớm nhất thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương sẽ đăng thông tin này lên tìm được vợ cho em. Em nhé. Rồi các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nếu ai phát hiện được vợ của em đang ở đâu thì điện thoại cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây là hình vợ hôn tình nhân nè bà con.
đây là hình ảnh của vợ ảnh ôm hộp tình nhân mà ảnh tha thứ đó. Rất bà con bà con của bác coi cái hình ảnh này là bà con bác là ảnh còn tha thứ được đó. Anh này ảnh rất là thương vợ, còn thương vợ nên bà con có lỗi chia sẻ điện thoại Hiệp Sĩ Bình Hải 0913785858 này, hình này ôm tình nhân nè đó này, ảnh lại tìm mà ảnh đưa cái hình mà ôm tình nhân mà ảnh còn tha thứ được, chưa có người chồng nào mà làm con lượng như ảnh đó. Bà con có lỗi chia sẻ giùm thấy hai đã cự đầu điện thoại Hiệp Sĩ Bình Hải 0913785858. Cảm ơn bà con quá rồi, chia sẻ giùm. Cảm ơn bà con chia sẻ. Em ghi tên được chưa? Dạ rồi. Rồi,